cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo Reuters, Nga đang di chuyển tàu hải quân tới vùng biển Caribe để tiến hành các cuộc tập trận quân sự ngoài khơi Mỹ. Điều này được biết đến nhờ thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba. Mặc dù các cơ quan thông tấn nhà nước của Nga, bao gồm cả dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, cũng không đề cập tới Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Washington cho rằng, động thái của Nga điều tàu ngầm tới Cuba sát Mỹ là nhằm nhắc nhở Mỹ về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Các tàu quân sự của Nga tới Cuba lần này gồm tàu hộ vệ Đô Đốc Goskop, tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan, tàu bổ sung dầu Basin và tàu lai rắt Nikolai Chiker. Tàu hộ vệ Đô Đốc Goskop có khả năng mang tên lửa siêu vật âm Zikon. Theo điện Kremlin, tên lửa Zikon có thể mang đầu đạn hạt nhân năm 1962, lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã đưa tên lửa hạt nhân tới Cuba, kéo theo cuộc đối đầu căng thẳng giữa Moscow và Washington. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Cuba, chuyến thăm của biên đội tàu chiến Nga sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 6. Có vẻ như trước và sau chuyến thăm, chúng sẽ tiến hành cuộc tập trận trình diễn. Nhưng Hải quân Nga có lẽ không có kế hoạch sử dụng vũ khí trong thời gian dài, đặc biệt là ở khu vực mà tàu chiến Nga nhiều khả năng trở thành mục tiêu thuận tiện nhất cho lực lượng vũ trang Mỹ. Nhưng trong mọi trường hợp, hoạt động như vậy của các tàu Nga, vốn là những chiến hạm mang vũ khí hạt nhân tại địa điểm gần bờ biển Mỹ, thực sự là một bước ngoặt mới làm gia tăng căng thẳng. Giới chức quân sự Mỹ cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái của biên đội tàu chiến Nga, đồng thời khẳng định tất cả các diễn biến sẽ luôn được giữ trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc còn cho rằng do nguồn lực hạn chế nên Hải quân Nga sẽ không thể tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn với tần suất thường xuyên ngay cạnh lãnh hải của họ, cho nên tình thế chưa có gì nghiêm trọng. Rõ ràng, phần lớn hành động của Nga thời gian gần đây đều xuất phát từ mức độ can thiệp của các nước phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đặc biệt, nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo tầm xa từ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS, Moscow không chỉ có thể chuyển giao vũ khí mà còn có thể chia sẻ công nghệ, nhất là công nghệ liên quan đến tên lửa tầm trung và có thể cả tên lửa xuyên lục địa cho các nước có xung đột với Mỹ. Mục tiêu của Nga là Mỹ phải chịu tổn thất do hỗ trợ quá tích cực cho Ukraine để chống lại Nga, nên Moscow để ngỏ khả năng không chỉ cung cấp vũ khí tầm xa, mà còn cả việc mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với các đối thủ tiềm năng của Washington. Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow không ngừng tăng cường hợp tác quân sự với Tehran và Bắc Kinh. Bản thân Iran và Trung Quốc cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong quan hệ với Mỹ. Ngoài ra, đây có thể được coi là động thái đáp trả việc ngày càng có nhiều quốc gia NATO tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Nga, nhằm đưa cuộc xung đột Ukraine ra ngoài khu vực. Đặc biệt, vào ngày 5 tháng 6, các nước NATO đã bắt đầu cuộc tập trận hoạt động Baltic 2024, Baltops, ở biển Baltic. Đây được cho là cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ trước đến nay của NATO ở biển Baltic, với sự tham gia của khoảng 9.000 binh sĩ, hơn 50 tàu và 80 máy bay từ 20 quốc gia thành viên NATO. Ở thời báo Moscow, dẫn thông báo của cơ quan thực thi pháp luật Nga vừa qua cho biết, Ủy ban điều tra Nga đã bắt giữ một công dân Pháp với cáo buộc vi phạm luật nước này về đặc vụ nước ngoài. Theo đó, tuyên bố của Ủy ban điều tra Nga nêu rõ, một công dân Pháp bị nghi ngờ thu thập dữ liệu kỹ thuật về hoạt động quân sự và quốc phòng Nga đã bị bắt ở Moscow. Tuyên bố có đoạn, nghi phạm đã thực hiện việc thu thập dữ liệu kỹ thuật quân sự và quốc phòng của Nga trong nhiều năm. Để đạt được mục đích, Người này đã nhiều lần tới lãnh thổ Nga, trong đó có cả Moscow, nơi y tổ chức các cuộc gặp với công dân Nga. Ủy ban nhấn mạnh, nếu các dữ liệu nêu trên bị lộ, lọt ra ngoài, người có được những thông tin ấy có thể dùng chúng để nhắm vào an ninh quốc gia Nga. Một đoạn video được các nhà điều tra công bố cho thấy hình ảnh một người đàn ông mặc quần jean, áo đen, bị lực lượng an ninh Nga áp giải lên ô tô và tới thẳng trụ sở của Ủy ban ở Moscow. Gương mặt người này được làm mờ. Bình luận về vụ việc trên, Tuần báo Le Journal du Dimanche, JDD của Pháp, đang bài viết cho hay vụ việc nga bắt giữ công dân Pháp do tình nghi thu thập thông tin về quân đội nga đang tạo ra hiệu ứng giống như một cơn địa chấn đối với nước Pháp. Nỗi sợ hãi đang bao trùm người Pháp, nhất là những người chưa rời khỏi Moscow. Công dân Pháp bị bắt giữ mang tên Lauren Vinatier, 48 tuổi. JDD cho biết vụ bắt giữ diễn ra rất bất ngờ, khiến đối tượng Vinatier kinh ngạc tới mức không hề phản kháng. Trong thời gian chờ đợi phiên xét xử, đối tượng Vinatier sẽ bị tạm giam cho tới ngày 5 tháng 8 và có nguy cơ phải ngồi tù 5 năm. Tờ Lâm Mông của Pháp cho rằng, vụ bắt giữ chấp nhóng này chính là một thông điệp được Moscow gửi tới Pháp trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng căng thẳng. Lâm Mông cho hay, vụ bắt giữ ẩn chứa tất cả dấu hiệu của một sự kiện ngoại giao có khả năng làm căng thẳng hơn nữa quan hệ song phương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đó là sự đe dọa và khiêu khích mà Điện Kremlin tiến hành để chống lại Pháp. Tờ Euronews cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Nga phải trả tự do cho công dân Pháp Laurent Vinatier. Ông Macron nói, chúng tôi yêu cầu Nga làm rõ mọi tình tiết và trả tự do cho công dân Vinatier càng sớm càng tốt. Phát biểu trên truyền hình Pháp, ông Macron lên tiếng chỉ trích đây là một phần trong chiến dịch bóp méo thông tin của Moscow, đồng thời phủ nhận thông tin công dân Vinatier làm việc cho chính quyền Paris. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga gọi những phát ngôn trên của ông Macron là những phát ngôn táo bạo nhằm chống lại Nga. Lâm Mông cho biết, công dân Vinatier làm việc cho Trung tâm Đối thoại Nhân đạo HD, một tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ, do cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan sáng lập. Về phía Nga, truyền thông nước này cho hay, trong phiên điều trần sơ bộ tại tòa án Nga, luật sư của Vinatier nói rằng ông này đã thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng khẳng định vi phạm luật vì không nắm rõ các yêu cầu. Báo cáo về phiên điều trần cho biết thêm rằng Vinatia đã xin lỗi về hành vi của mình. <laughs> Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã cố gắng tập trung lực lượng ở những ngôi nhà ngoài rìa khu ở thành phố Chachovya, thuộc vùng miền đông Donetsk kể từ đầu tháng này. Kênh tin tức Bakhmut Demon của Ukraine trên Telegram đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh của binh sĩ Nga ở Canan kèm chú thích đã có hơn 1.500 vụ ném bom khác nhau trong tuần qua nhằm vào các khu vực từ phía Bắc đến phía Nam vùng ngoại ô Chachovia. Lực lượng Nga đang phá hủy nhiều vị trí bằng cách sử dụng hệ thống phá phản lực phóng loạt Sonsepec và bom dẫn đường trên không để đảm bảo hậu cần dọc theo đường O-0506, đường từ Bắc Mút đến Chachovia qua khu định cư Khromove. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington, Mỹ nhận định các lực lượng Moscow đang tìm cách thâu tóm Chasovya và thành phố Volchansk thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Trong bối cảnh đó, phía Pháp cũng đã gửi thêm các lô vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự mới cho Ukraine. Bộ quốc phòng Pháp vừa cập nhật danh sách viện trợ quân sự cho Kyiv, bao gồm 34 xe bọc thép chở binh sĩ VAB, 19 xuồng bơm hơi Zodiac Futura, 63 quả bom Mk81, một số bộ bom AASM mới nhất do Pháp sản xuất nhiều loại vũ khí chống tăng và đạn dược khác. Paris cũng lần đầu tiên gửi cho Ukraine 5 xe tải Camus TRM-10.000 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa quân sự. Trước đó, Pháp cũng đã hứa sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine và hỗ trợ huấn luyện cho phi công của nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng không nêu rõ liệu Paris sẽ cung cấp cho Kiev bao nhiêu chiếc Mirage 2000. Theo bảng xếp hạng của lực lượng không quân thế giới của Flight International, Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2000 năm và 65 máy bay Mirage 2000D cũ đang hoạt động. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, chỉ huy không quân Ukraine cho biết những máy bay Mirage 2000 gần sánh ngang F-16 của Mỹ nhưng được coi là cơ động hơn, do đó có thể giúp tăng cường năng lực tác chiến của phi đội Ukraine. Ngoài ra, ông Macron cũng khẳng định Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Pháp viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nói, Pháp không cho phép Ukraine dùng vũ khí nhắm vào dân thường hoặc các cơ sở khác nhau ở Nga, nhưng có thể cho phép tấn công các mục tiêu mà Nga dùng để tập kích Ukraine. Ông nhắc lại, chúng tôi đứng về phía người Ukraine. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu mà từ đó Nga đã được phóng tên lửa. Ông cho hay, ông nhấn mạnh giới hạn tấn công phụ thuộc vào hành động của Nga. dẫn thông tin từ một thượng nghị sĩ Mỹ và quan chức phương Tây. Hãng thông tấn AP đưa tin, vũ khí của Washington gần đây đã được sử dụng để tấn công vào các vị trí bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ đó là loại vũ khí nào. Hãng tin Sky News mới đây dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho hay, một máy bay chiến đấu của Ukraine đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công khiến một trung tâm chỉ huy quân sự của Nga ở thành phố biên giới Belgorod bị hư hại. Nguồn tin cho biết chúng tôi tiếp tục đánh giá thiệt hại của đối phương. Song đây được xác nhận là một đòn đánh trực tiếp. Lần đầu tiên, quân đội Ukraine không kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Gần đây, Ukraine tăng tần suất tập kích vào trong lãnh thổ Nga, nhắm đến các mục tiêu như trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy lọc dầu. Các cuộc tập kích này chủ yếu sử dụng tổ hợp pháo và máy bay không người lái nội địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, đông bắc Ukraine, hơn 10 quốc gia phương Tây đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Thời gian qua, quân đội Nga đã tấn công dồn dập Ukraine trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, Nga chưa tạo được đột phá lớn. Trong khi đó, nhìn tổng thể, Ukraine vẫn trụ vững, nhận thêm viện trợ và bắt đầu nỗ lực lật ngược thế cờ. Thậm chí họ còn tính đến kịch bản tái chiếm lãnh thổ đã mất. Ukraine bắt đầu ổn định được tình hình ở phía Bắc sau khi Nga phát động chiến dịch tiến công cách đây một tháng Thành quả này của Ukraine là nhờ vào việc có thêm viện trợ quân sự từ phương Tây, cũng như họ được phép tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, từ đó làm giảm áp lực từ lực lượng Nga. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine lại đang bị căng mỏng dọc theo chiến tuyến 1.000 km giữa hai nước. Đồng thời lực lượng Ukraine vẫn chưa có biện pháp chống đỡ hữu hiệu trước những quả bom lượn chết người của Nga. Một sĩ quan cấp cao của cơ quan an ninh Ukraine, SBU, hiện chiến đấu ở tỉnh Kharkov thông báo cho CNN rằng năng lực của Ukraine tấn công xuyên biên giới sang các mục tiêu Nga đã có tác động tích cực đối với Ukraine. Về phía Nga, dường như cánh cửa để Nga tạo đột phá đang thu hẹp dần khi Ukraine nhận thêm nhiều viện trợ từ phương Tây. Nga dường như vẫn chưa đạt được mục tiêu tạo vùng đệm ở đông bắc Ukraine. Phía Ukraine cho biết, Nga hứng chịu thương vong lớn trong các trận đánh quanh thị trấn Volchansk. Ông Ruslan Pukhov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, trụ sở ở Moscow cho biết, chiến lược của Nga nhằm làm kiệt quệ lực lượng Ukraine cũng đồng thời khiến Nga hứng chịu nhiều tổn thất, từ đó lại tạo cơ hội cho Ukraine phản kích. Việc Mỹ và phương Tây nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine đã gây thêm khó khăn lớn cho Nga. Ngoài ra, nhóm G7 sẽ họp sớm để cân nhắc các khoản vay cho Ukraine dựa trên lợi nhuận từ khối tài sản Nga ở nước ngoài bị phương Tây đóng băng. Thị trấn Chashovya là cửa ngõ và phần còn lại của tỉnh Donetsk mà Ukraine vẫn đang kiểm soát được. Thị trấn đóng vai trò trọng yếu đối với phía Ukraine vào lúc này. Nằm cách thành phố Bakhmut, tức Artemovsk, khoảng 8 km, thành trì Chachovia nằm giữa các điểm cao không chế hàng loạt đô thị công nghiệp xung quanh. Nếu quân đội Nga chiếm được Chachovia, họ sẽ dễ dàng đoạt được Donbass, khu vực miền đông rộng lớn hơn, mục tiêu dài lâu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các đô thị như Kostiantinovka, Ruskovka, Kramatorsk và Slavyansk chỉ cách Trang Gia vài km, bị oanh tạc ngày càng dữ dội trong các tháng gần đây. Kênh Riyadoka cho biết, xung đột Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt với cuộc tiến công của quân đội Nga tại Trang Gia. Các trận chiến giành Volchansk và những trận tập kích nhằm vào binh sĩ tiếp viện của Ukraine gần Kharkov. Theo đó, trong tuần qua, lực lượng Kiev cố gắng phản công gần Volchansk không thành công, nhưng các trận chiến ác liệt đã nổ ra không chỉ trong thành phố mà còn trên toàn bộ mặt trận Kharkov bất chấp việc Bộ Chỉ huy Ukraine chuyển quân dự bị. Kiev đã không đạt được thành công ở đây và rơi vào tình thế khó khăn do pháo binh và không quân Nga đáp trả dữ dội nhằm vào các đoàn quân tiếp viện của đối phương đang đến khu vực. Kết quả là Ukraine đã mất một phần lực lượng dự bị cơ động và trang thiết bị do phương Tây cung cấp. Tại Chachovia, lính dù Nga đang tự tin tiến vào trung tâm thành phố, đẩy lùi đối phương ra khỏi tiểu khu Novi. Ở đó, lực lượng Moscow đang cố gắng tiến lên từ cả phía Nam và phía Bắc để buộc Kiev phải rút quân hoặc mạo hiểm cố thủ trong vòng vây. Ngoài ra, lính dù nga đã nắm quyền kiểm soát hơn một nửa tiểu khu Canan, treo cờ chiến thắng ở trung tâm. Gần Rabotino, pháo phản lực nhiệt áp TOS tiếp tục đảm bảo việc chi viện hỏa lực cho bước tiến hàng ngày, tuy chậm nhưng không nghỉ của quân đội nga. Trước đó, Alexanderovski đưa tin, chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cho biết quân đội nga đã tạo ra thành quả đáng kể trong trận chiến giành Trang gia ở Donetsk. Ông tuyên bố ở khu vực trung tâm và mặt trận phía đông Chachovia, lực lượng Moscow đã đạt được kết quả. Theo nhà phân tích người Anh, ngay cả các nguồn tin Ukraine cũng xác nhận những thành công của quân đội Nga trong khu vực và không có bất kỳ dấu hiệu kháng cự nào từ Ukraine. Với tham vọng bắt kịp Nga và Trung Quốc, Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh cho lực lượng hải quân. Để đạt được mục tiêu đó, hải quân Mỹ đang thúc đẩy chương trình tên lửa chống hạm thế hệ tiếp theo mang tên là HALO, theo báo cáo của The World nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Mỹ sẽ trang bị cho các hạm đội mặt nước và hạm đội ngầm tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh. Cụ thể, các hợp đồng đã được trao cho nhà thầu quốc phòng Raytheon và Lockheed Martin để cạnh tranh với các thiết kế tên lửa được cho là chạy bằng Ramjet, động cơ phản lực dòng thẳng, hoặc Scramjet, động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm. Mỹ có thể bay thử nghiệm loại vũ khí này trong năm tài chính 2027. Với tên lửa Halo phóng từ trên không sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2029. Chương trình Halo là một phần của dự án OASUVK Offensive Anti Surface Weapon của Hải quân Mỹ ở quy mô rộng hơn. Chương trình này phục vụ cho các tham vọng công nghệ siêu thanh rộng lớn hơn của lầu năm góc, chẳng hạn những tham vọng liên quan đến tên lửa hành trình tấn công siêu thanh HACM của Không quân. Lực lượng Không quân Mỹ đã trao cho các công ty con của Raytheon hợp đồng sản xuất HACM. Tên lửa hành trình chạy bằng động cơ phản lực tĩnh có tốc độ lớn hơn Mach 5 vào năm 2022. Tên lửa phản lực tĩnh này sẽ do Northrop Grumman cung cấp. Không quân Mỹ hy vọng sẽ được trang bị vũ khí này vào năm tài chính 2027. Trong yêu cầu ngân sách năm tài chính 2025, Hải quân Mỹ mô tả OASUVK Halo là một hệ thống vũ khí tấn công, thành phần quan trọng trong khả năng tác chiến tấn công chống tàu mặt nước của lực lượng hỗn hợp kết hợp các công nghệ mới và mới nổi để hỗ trợ tăng cường khả năng tấn công bằng cách sử dụng nhiều loại vũ khí. Hiện tại, có rất ít quốc gia, gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Ấn Độ, dẫn đầu cuộc chạy đua phát triển tên lửa siêu thanh tiên tiến. Sputnik dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng, mặc dù các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang thực hiện một số dự án siêu thanh, nhưng họ không thể sánh được với tốc độ, sức mạnh và khả năng cơ động của các tên lửa Kinza, Zircon hoặc Avangard của Nga. Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Được mệnh danh là tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất đầu tiên trên thế giới, Zircon có thể bay ở độ cao khoảng 30 km, đạt tốc độ từ Mach 8 đến 9, gần như không thể bị đánh chặn. Zircon có tầm bắn từ 450 đến 1.000 km và có thể mang đầu đạn nặng từ 300 đến 400 kg. Cả đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, loại vũ khí này có thể được phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm với khả năng tàng hình được tăng cường nhờ vỏ plasma chuyên dụng hấp thụ sóng vô tuyến. Trong khi đó, dù có nguồn ngân sách dồi dào, hàng chục dự án vũ khí siêu thanh của Mỹ vẫn đang bị đình trệ, hủy bỏ và thử nghiệm thất bại. Hải quân Mỹ chủ yếu dựa vào các tên lửa tốc độ cận âm như Tomahawk, Harpoon và tên lửa tấn công hải quân NSM.